Ở lèo đường, chúng tôi xin giới thiệu Đô Dương Văn Nam mang trang phục cố đỏ yên phong giữ Đô Nguyễn Văn Giới Sóc Sơn mang trang phục cố xanh xin theo mời hai đô vào giới. Hai đôi chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trận thi đấu tiếp theo xin mời đô Ngô Thành Tân, Vĩnh Phú đã nhất thắng ở đầu lèo ba. Và đô Nguyễn Văn Trinh của Sóc Sơn vào theo 12 đô chuẩn bị trang phục vào thi đấu ở trận tiếp theo. Lèo Nam 500.000 do ông Phạm Sĩ Thu của Văn Môn treo. À, xin lỗi, ông Phục ở Văn Môn treo đô Phạm Sĩ Thu của Bắc Ninh xin giữ và mời các đô vào thi đấu ở lèo 500. Trận đấu tiếp tục. Phạm Sĩ Tô, Bắc Kinh, Giới, Đô Nguyễn Công Tâm, Hà Nội và theo của Edo chuẩn bị trang phục. Thank you.
tay sửa lại trang phục cho hai đô. Trận đấu tiếp tục